Bây giờ chúng ta sẽ đi lên ở phía bên trên để thăm các mộ của các bé lớn hơn. Thì như chị bé B nói là có một số bé còn đưa vào đúng ngày lễ tình nhân ấy, rất là tội. Trước đây mình có một cái bài hát từ thời sinh viên, chắc không biết là sau sinh viên hay sao, có bé lại còn đưa vào đúng một ngày rằm trung thu nữa, rất là tội, nghe rất là thương luôn. À, đây là các bé lớn này, hai hai đứa mình nhận ấy hả? Bỏ là về là con em hết. À. Đây đây là hai anh em sinh đôi. À. Cái này anh hai, cái này anh ba. À. Sinh đôi luôn. Là được được khoảng bao nhiêu tháng tuổi hai rồi? anh em này là con của người đồng bào dân tộc. À. Thì khi cái kiểu như khi người dân tộc họ nghĩ đơn giản là khi đã mất rồi thì thôi. Ừ. Về với vàng, về với trời không quan trọng. À. Thì mới xuống bệnh viện nhận hai bé này thì đã lớn rồi. Ừ. Nghĩa là tầm gần 7 tháng rồi. 7 tháng. Đây hai anh em sinh đôi luôn. Ừ. Thì mình chỉ biết được là mẹ nó là người Phật giáo, tin À. cho theo Phật. Ừ. Đây hai bé này, Ừ. hai anh em. Rồi có những em bé mình đem về cái ngày lễ, Ngày lễ tình yêu. ngày lễ tình yêu luôn. Ừ. Thì mình để thành cái tên của ngày lễ đây chứ là mình không biết để tên gì hết. À. Là cũng cũng bé lớn lớn rồi hả? Dạ, đa số những cái bé mà nó nằm ở đây là lớn. À, đây là con bé lớn này. Vì em là người công giáo, À. anh sẽ cho cháu nó thi đạo. À. Đây, chưa thể quay gần được. Ừ. Quay gần cái bia và làm vào vào ngày Valentine luôn này. 14 tháng 2 năm 2018. Tên Valentine luôn. Ừ. Ừ, đọc tên Valentine luôn. Còn cái bé này là cũng mình nhận, nhưng mà hai cái bạn này là giống như con sinh viên á. Ừ, thì bạn đó nó thôi em gửi cho chị luôn, tại vì mấy bạn còn tương lai, mấy bạn lúc bé mình là ở khu du lịch Tháp Bà đây, À. mình để đây. Sau là khu du lịch Tháp Bà là Nghĩa sao? là chỗ điện Tháp Bà, chỗ cầu bóng anh, À. thì nghĩa là khi mấy cô hút rác, cô nhặt được cái bịch À. thì mở ra thì thấy bé. Trời. Dạ. Bé là con gái. À. Dạ. Tội nghiệp lớn vậy rồi hả? Dạ gần 5 tháng rồi. Rồi. Thì mình lập ngay Tháp Bà thì mình mới mong cho là ví dụ sau này biết đâu cha mẹ có suy nghĩ lại á, thì tìm lên đây được thì mình còn biết chỉ em nó nằm trong nhà. À. Đây. Tội nghiệp ghê đó. Nhiều khi Còn những cái bé này là không ai nhận thì mình cũng sẽ nhận. Mình chỉ biết mẹ nó tên là Nguyễn Thị Kim Oanh thôi, chứ mình cũng chưa gặp mẹ đó. Tại vì nhiều khi mình xuống mình lấy, ví dụ như gặp được Đây là thực ra những bé này tuy là có cái điều không may, nhưng có điều rất may chỗ là được đưa em đưa về đây. Chứ có những bé nói xin lỗi em là ba mẹ bỏ đi những cái nơi mà bây giờ muốn lấy lại không lấy Dạ được nữa đúng rồi. đó. Tại vì Thì nhiều khi bây giờ có những người ba người mẹ mà nói chuyện với anh họ ân hận lắm, bởi vì họ không, trước đó họ không có suy nghĩ được đến điều đó, cho nên họ ân hận lắm, và họ luôn luôn bị ám ảnh á. Nói chung là khi mà mình đã bỏ rồi mà mình đem em nó về được những cái chỗ này thì mình thấy nó cũng đỡ đây rất bớt. Đúng rồi. Chứ nếu như không về tới chỗ này có thể nó đi những chỗ khác, không được cái gì đâu. Đúng Nó rồi. xuống cầu, xuống cống, nó vô rác cho rồi chứ không có được cái gì. Rồi nó đưa cầu cống, đưa xuống sông. Nên là bây giờ tìm không tìm được, không biết ở đâu nữa để tìm nữa. Đây là còn may, đúng là ba mẹ mà có muốn quay lại tìm thì vẫn còn cơ hội để tìm được. Em khi đi lấy em sẽ lưu những cái ngày trong sổ, ví dụ ngày đó em lấy được 7 bé, 8 bé ở nơi nào em sẽ lưu lại, để mong rằng ba mẹ nếu mà có suy nghĩ lại thì có thể lên tìm em được. Thực ra là tuổi trẻ là không, chưa có biết suy nghĩ đâu. Cái này là các bạn trẻ cần phải suy nghĩ lại, và cái hệ thống giáo dục nói chung các thầy cô cũng cần phải giáo dục thêm. Còn đây là có những cái bé mà em đem về em nhớ miết những cái ca đó luôn, nghĩa là ba bé cùng một mẹ luôn. Hôm trước anh có thấy Mà em đều bỏ luôn. nói cái trường hợp đó cũng rất là hiếm đúng không? À, bé ơi. Anh thấy những cái bộ màu tím nè, màu vàng nè, màu cam nè, màu xanh là đa số những bé nó mồ côi. Mồ côi. Mồ côi nhưng mà lớn thì mình sẽ đưa ra đây anh. Đây đúng là các mộ Dạ lớn. đúng rồi, mồ côi nhưng mà nó lớn thì mình Đâu đưa ra. cái chỗ ba bé một mộ là chỗ nào? Dạ ba bé một mộ là hôm trước thì anh có nghe nói cái đó rồi nhưng anh chưa nhìn thấy.
À trên. Không có gia đình. Ừ. Được mọi người tới cúng gì thôi. Bánh kẹo. Ừ. Các bánh kẹo hôm Trung Thu á. Dạ đúng rồi, Trung Thu. Ừ. Cái này là con gái. Ừ. Cái này là con gái. Anh chàng này trai. À, hai gái một trai. 13 tháng 2. Năm có ghi năm không em? Dạ, năm 2013 năm Quý Tỵ. À, năm 2013 luôn. Ừ. Còn với những cái bé này cũng vậy nè anh. Ừ. Thì cũng mồ côi. Ừ. Nhưng mà cái thời điểm đó mình kinh phí mình cũng có thôi, cứ bốn bạn nằm chung nhà vậy. Ừ. Nói chung đa số mồ côi nhiều lắm, đây cũng vậy nè, đó là những cái người để họ mong muốn có con á. À. Rồi họ nhận em, họ xây nhà cho em. Ừ. Còn có gia đình họ sẽ làm cái gì? À. Dạ. Thì nó có gia đình người ta làm là chu đáo hơn. Bởi vì, khi mà có gia đình thì gia đình mọi cái gia đình phải tự lo hết. Nghĩa Trang có thể cho đất, Nghĩa Trang cho đất. Ừ. Để chôn, nhưng mà gia đình phải xây mộ, xây đồ cho em. Ừ. Đây là hai bé nam sinh đôi mất. Đây các bé lớn hết rồi hả? Dạ đây lớn hết rồi, hai bé cha sinh đôi. Ừ. Lớn là sinh ra rồi mới mất. Dạ 4 tháng, 5 tháng có những bé đẻ ra mất. À. Những đứa bé lớn để ra mất. Cứ mỗi dịp lễ Trung Thu là bắt đầu cái ba mẹ họ hội đoàn. Hay cái trống trống đẹp á. Dạ. Thích anh ơi, thích như vậy cho mấy anh thích lắm. Thích cái này có gió nữa cho nên là trống nó đẹp. Đấy, còn bao nhiêu đây là mồ côi hết anh. Ừ. Trời. Mồ côi hết. Không biết là có. Có luống 300, có luống 400. Không biết là có cái nước nào như nước mình không nữa. Ừ. Nhiều quá trời luôn. Tệ nạn phá thai hơi bị nhiều anh ơi. Ừ. Từ thời sinh riêng mình đã suy nghĩ, không biết đến bao giờ Việt Nam mới có được cái luật phòng chống đó như nước ngoài. Đấy. Nhà chung, cái này là ngôi nhà chung của các con. Ừ. À. Nhà trẻ đó. Dạ, nhà trẻ. À, nhà trẻ các bé đây. Khi mưa khi nắng thì chỗ đây là chỗ cúng kính, tổ chức lễ rồi cho các cháu là ở trong đây. Nhà trẻ các bé đó. Ở đây hoa hồng nên tụi em cứ hay nói với mọi người, nếu mà tới đi cúng thì cúng hoa hồng chứ đừng cúng hoa gì khác hết. À đúng rồi. Nó vừa nó trưng cho tình nó yêu vừa mẹ nó thì mới có nó. Đúng rồi. Từ tình yêu mà lại đi đến như vậy. Hoa là đủ màu, xanh là tím vàng người ta mới chịu. À. Mấy cái cây này lâu chưa? Chắc dạ cũng lâu rồi anh. Cây đó cũng phải hơn 10 năm anh. À. Mình lâu lâu mình cũng cưa đồ bớt để nó gió anh. Ừ. Sáng luôn, sáng từ. Không công nhận là lên đây nhìn nó dễ chịu thật. Chứ mình vào những cái nơi ấy mình hay buồn, nhưng mà lên đây đúng như em nói là nó cũng nghĩa là khi mà em làm cái này em muốn mọi người nó vui. Là có cảm giác là vui. Ừ. Nơi của các bé. Đây là chưa nha. À trên kia là mình xây sẵn. Dạ, ở trên đó là em mới xây được 500 cái hộp sau lưng miễu hả anh. Thì 500 cái hộp đó, nhưng mà bây giờ mình chôn gần 100 bé rồi đó. Thì mới xây xong tầm hơn 2 tháng thôi. Một cái đá trên kia từ trước nay nó có yên ổn không? Dạ, cái đó là tự nhiên. Nghĩa là ở đây cái đất núi hay mà mình đừng có phá đó. Nghĩa là cái đường nước chảy của nó vẫn kệ kệ nó vậy. Kệ nó. Nghĩa là thiên nhiên nó sao thì mình đừng có phá cái đường nước chảy của đừng nó. Đừng có đụng nó rồi thôi, nó yên. Dạ đúng rồi, nó yên. Nhưng bên kia hình như là người ta có phá hả? Dạ, bên đó là không phải đất của mình, mà đất của người khác. Mình thì chỉ còn có đi lên thôi, chứ đi qua mình không còn. Bác đây là ai? Dạ, ba em. À, vậy hả? Ông ngoại. Anh chào ông. Dạ. Nghĩa là ông khỏe chứ ông? Dạ, cảm ơn. Ở đâu ra đây? Cháu ở Nha Trang ạ. À, Nha Trang. Dạ. Ở Phước Long lên á. Dạ. Nó không có lên lòng phải không? Dạ, dạ. Nghĩa là không... đẹp quá không? Dạ, đẹp á, đẹp á ông ạ. Sức thôi. Ví dụ như mình còn sức thì mình cứ đi lên nữa. Ừ. Dạ. Khi nó không còn sức nữa thì di chuyển dưới đây. Ừ. Nên là cái này là bé B làm hay là bác làm trước? Cái này họ
Dạ. Đất này đất ở nhà. Nhưng mà trước đây là bác làm trước hay là bé B làm trước? Trước này mình làm với các cái thằng em mới làm, mà sau này cái nó cái nó phá quá. Dạ. Nó phá mà mình nó mất trội. Họ phá hả? Thằng nó phá. Ở trong cho làm nữa. Dạ. Thì cái B làm bao giờ? Dạ. Mười mấy năm rồi đó. Dạ. Chữa sáng nói ông nhờ cái những ân nhân á. Dạ. Ta lên ta thấy á. Dạ. Cái đa số chùa. Dạ. Ta thấy ta thương mấy nhỏ. Dạ. Dạ. Giúp. Mấy trà khang trang gì chứ cùng. Dạ. Cái lời xưa anh muốn lên nó không có đường đi lên. Không có đường lên. Dạ. Vợ chồng á thiệt sự á làm thì nó cũng nhờ ân nhân cho gạo cho đũa chứ. Dạ. Làm công không mà đâu ai đâu trang tiền. Dạ. Cái nó nhờ mấy nhỏ lắm. Dạ. Xin gì nó cho hết á. Dạ. Các bé thương. Linh lắm lận. Dạ. Nhiều người bên nước ngoài á. Dạ. Mà biết nó gửi thơ gì à. Dạ. Nhờ cô B nói với các cháu á, cho tôi xin đứa con. Dạ. Có. Dạ. Được. Dạ. Rồi ta tạ ơn. Dạ. À, ta ấy rồi mới có cái đồng này như thế cho các cháu nó sạch hết rồi. Lúc dạ. nào mồ mả nó sạch á. Dạ. Tối lên đẹp lắm. Dạ. Tối điều nó bắt lên đẹp lắm. Dạ, ban ngày cũng thấy đẹp nữa. À, tối. Dạ. Nước nó sẽ chảy theo con suối này nè. À, đây đây. À, nếu đây mà thế là mùa mưa là thành ra cái suối đẹp luôn đúng không? À, suối đẹp lắm. Bác năm nay nhiêu tuổi rồi bác? 66 à. Dạ, nhìn bác khỏe. Khỏe. Dạ. Ủa, mất bệnh. Bệnh gì bác? Nhồi máu cơ tim. Ủa, nguy hiểm vậy hả? Nhưng mà nguyên nhân có do cái gì, uống rượu hay gì không? Không. Bình thường à. Không có gì. Hay là có do làm mệt hay gì không? Tự nhiên bị vậy? Chắc là mệt à. Dạ. Nằm cấp cứu hồi suốt 9 ngày mà cũng được chết rồi. Dạ. Nhưng mà trước đó là bác có làm gì không? Những ngày trước đó có làm gì vất vả không? Cũng ở nhà làm lặt lặt cái nhà không à. Ủa vậy hả? Cái mấy bữa nó bị corona, tưởng đâu mình máy với đem đi vô thử máu sao mình nó làm mình bệnh hung. Dạ. Nhiều khi là cũng không biết trước được đúng không? À, không biết trước được. Cũng may các bé phù hộ cho. Dạ. À, cảm ơn anh nha. Dạ, à, dạ, trước con, anh xin dạ, con à, cảm ơn bác nha. À, đi lên thăm cháu chút nha. Dạ dạ. À, cái suối đây hả? Dạ. Hay á, mùa mưa chảy hay đó. Trung thu làm thơ đó kìa anh. À. Đó, mọi người làm thơ gửi về để mình làm như từ nhỏ. Đâu thơ đâu? Đây. Đọc bài thơ cho nào. Đây, đây. Đó, bài thơ hai bên. À, giống như là hai câu đối hả? Dạ, đó, hai câu đối. Gió thu xào xạc bên đồi, hàng cây rợm bóng đón chào ngày vui. Hoa thơm bánh mứt lồng đèn, hoa hồng ngày Tết vui cùng các con. Hay đó. Dễ là Phạm Trần của anh đó. À, Phạm Trần. Hay. Cái này hay. Cái này đúng là mình có tâm hồn thơ thì mình sáng tác bài thơ thì hay đó. Khổ cái mình không biết làm thơ. Thế chính ra mấy người mà biết làm thơ rất là vui. Thơ là ngẫu hứng thôi. À. Cứ ngẫu hứng là anh làm với lại. Cũng 4-5 năm đồng hành với Nghĩa Trang rồi, mỗi lần có cái dịp lễ gì Tết thì em làm vài câu thơ để treo lên mấy nhỏ cho vui. Đấy, ông hàng xóm mình, ông làm thơ hay lắm, nhưng mà mình nói ông ấy làm thơ cho một ai đó, ông nói ông phải có cảm xúc ông mới làm được. Chứ không phải là như mình thích là có thể xách máy quay đi quay được đâu. Mà nhà thơ là họ phải có cảm xúc. Chứ nếu mà họ mà như mình thì mình nói họ sáng tác luôn cho một cái bài thơ thì hay. Để phải khung cảnh. À. Sao trong cái thời điểm nào thì mới làm được. Rồi từ hôm nay anh lên thăm như vậy, cảm ơn em rất là nhiều. Rồi khi nào có dịp thì anh lại lên thăm em và thăm các bé nha. Chúc em luôn mạnh khỏe, mọi điều tốt đẹp nha. Dạ dạ. Hẹn gặp lại anh hen, có duyên là anh em sẽ gặp lại. Không, chắc chắn là sẽ lên rồi. Ok em nha. Chào quý vị và các bạn nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo nhé. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn nhiều.